với hả? Bây giờ mình làm dấu mình đi ngủ nha. Mình làm dấu đi ngủ nào. Làm dấu nào nghe lời mẹ. Nhân nhân cha, Phật con, Phật thánh, thần, amen. Lạy Chúa Đức Bà con đi ngủ. Xin Chúa Đức Bà cho con khỏe mạnh, mau ăn trong lớn. Cho ba của con người sung sẻ đi về bằng an. Cho tất cả mọi người trong đại gia đình được mọi sự lành mạnh an. Xin Chúa Đức Bà nhận lời con. Nhân nhân cha, Phật con.